Rồi Minh Hiền miền Tây chào quý anh chị và các bạn ha. Hôm nay mình có mặt tại chợ Nha Mân Đồng Tháp ha. Mình sẽ chia sẻ cái chợ Nha Mân cho quý anh chị và các bạn xem. Từ hôm nào hôm nay mình chưa có qua tới đây ở bên Tiền Giang với Vĩnh Long ha. Đây, mình qua bên Nha Mân Đồng Tháp chia sẻ chợ Nha Mân cho cô chú anh chị và các bạn xem nó như thế nào. Đây trước cổng chợ Nha Mân quý vị. Đây trước cổng chợ quý vị. Đây. Đây hướng về xe đét nha. Cầu Nha Mân. Đây hướng về Mỹ Thuận Vĩnh Long nha. Rồi mình vô chợ, mình quay chợ cho con chú anh chị xem nha. Đây trước cổng nhà Long. Đây khu ăn uống. Đây là nhà Long. Mình không có vô nhà Long, mình nè đi vô chợ. Đây. Mình không nhà Long nha. Tại nhà Long chợ là quần áo, tạp hóa, đồ dụng máy, sửa máy rồi ha, nón bảo hiểm rồi. Mình vô chợ cá nha, chợ rau rồi. Nhà Mân rất là lớn. Đây trăm ngàn lòng quần áo. Nhà Long nó quen như vậy, không có khách nha. Đây là cặp lộ đường vô chợ này nha, đường vô chợ cá. Thôi ra lộ đó. Nhà Long chợ tập quá dụng đồ vật liệu xài sinh hoạt gia đình nha. Tiệm vàng. Tiệm vàng.
Sò huyết nhiều. Chợ Nha Mân bông sớm quá lớn luôn nè, chợ Nha Mân lớn quá thơm. Vô chợ thịt, chợ cá rồi nè, chợ rau rồi quý vị. Chợ này cũng đông dữ ha, quá trời thịt thà luôn. Quá đông quá vui. Đây nhà lòng chợ Nha Mân, chợ rau, chợ thịt, chợ cá đó quý vị. Trái cây bông quá đẹp. Quá đông. Đây nhà lòng chợ Nha Mân nha quý vị. Đu đủ đồ tương quá trời dựa gạo luôn. Đây là khu dừa gạo không nha, năm cái dừa gạo. Gạo vườn trời, bào xá giỏi dữ ha, lắm lại ha. Này luyện chắc cũng tới đỉnh nè. Bắt trời dừa gạo luôn ha, năm cái dừa gạo liên tục. Đồng Tháp mà xứ gạo. Chợ Nha Mân
quá đông trời, nhà mình đông quá vậy quý vị. À, gạo không? Quá trời gạo luôn. Gạo nữa đó. Quá thơm. Khéo ghê ha. YouTube. Quá trời ngon. Rau vườn. Dừa, đại lý dừa. Dưa lưới. Dưa gan. Bà chủ bán mặn. Người đẹp. Nhiều người quay lắm mà hả? Con còn chưa có tiền mà. Chợ nhâm ăn như quý vị. Tủ bàn ghế đồ đẹp không nha, gia dụng vật dụng. Đây bánh tiêu. Ê! Đi sớm quá bệnh. Khu giữ xe của chợ Nha Măng như quý vị. Đây.
khô. Khô cá đồng không nha. Cá sặc, cá lóc. Nhà lòng ăn uống của nhà Mân. Nhà lòng gạo không à, khô xoài cát và lòng. Đây khu ăn uống nha. Cho mình quay sơ cái khu ăn uống của nhà Mân. Cô kính chị kêu xem nha. Đầu mình đi vô sạp thịt trước rồi mình đi ra chợ cá nha. Đây vô khu bán thịt heo rồi ha. Bún giá. Đây xương ống quá trời ngon luôn quý vị. Này về hầm hủ tiếu quá trời ngon ha, có nạc. Nhà lòng thịt chợ Nha Mân. Sạp thịt chợ Nha Mân mà. Đây, rau. Giò chuồng nha. Đây, giò chuồng. Thịt heo quá ngon. Thật quá. Thank you.
Rồi hôm nào mình xuống chợ cá nha. Đây khô, trứng, đầy đủ các loại. Đây cặp máy sông rất là lộ nha. Đây sông chợ Nha Mân nha quý vị. Đây, chợ Nha Mân nằm cặp máy sông chợ cá, giống như chợ mà cá tàu, mà chợ cá tàu nó dài lắm, cặp máy sông dài cả gần cái cây số 700-800 mét á. Đây sông Nha Mân. Đây là bến lên xuống hàng. Rồi bắt đầu mình vô mình quay chợ cá cho cô chú anh chị và các bạn xem. Trời cá đói còn nằm đấy hết biết luôn. Quá trời cá đói nó bự từ gối luôn. Cá đói nha quý vị. Cá đói quá tươi mà quá ngon luôn. Cá đó ăn là không có xương. Chốt. Chợ cá nha quý vị. Gà vịt. Lắm gà lắm hai con. Thơm. Nhà lồng cá thịt. Chép màu vịt. Ốc gạo hến.
thắt lát bào này khỏi sợ pha nha quý vị, bào tại chỗ ăn tại chỗ. Bao nguyên si luôn. Tài ơi đi xem la chưa. Đây cá ác mọi nha. Cá cóc. Đây là cuối nhà lòng chợ Nha Măng. À, đây là hết chợ nha quý vị. Mua rồi gà. Đây gà. Đây có một bến nữa nha. Đó. Sông. Cá lội. Cái sông cá lội quá trời luôn quý vị. Đó. Cá lội với sông nha. Quá trời luôn. Cá bự không à. Cá rồi hồng bự không như vậy. Đó trên kia còn rồi đó. Quá trời dài dài cá không. Đây cái dải rau cải cặp cái sông luôn nha. Dải này là rau cải không. YouTube. Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền miền Tây. Đây ốc đại lý ốc. Đây chủ vừa ốc. Chợ Nha Măng Minh Hiền miền Tây. Đây rau vườn lá cách nha. Chợ rau nằm sát mới xong luôn. Bông bí vàng luôn. 2.100. 250. Rau vườn không. Đây con bãi nó xong rồi. Chợ nằm cặp mới xong vui ha, sạch sẽ. Nấm YouTube. Cơm Minh Hiền miền Tây.
Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền miền Tây. Trời ơi, anh chị ấy chết tặng quay đi từng sưu đủ mà. Thơm à. Đây đường ra lộ hết chợ Nhâm Ân như vậy. Đấy, mình vô trong chợ Nhâm Ân cũng không có lớn, vừa thôi. Giờ mình đi ra mình về ha. Ra cổng lộ của mình chia tay cô chú anh chị và các bạn ha. Qua chợ khác. Đây cặp lậu có bán đầy đủ các loại dây dụng xài, mùng mà chiếu gói túi sách rồi ha. Đó, đây là đường lái trong đó mình quay mình đi ra, giờ mình đi về ha. Video mình chia sẻ tới đây cũng xin tạm dừng ha. Chúc cô chú anh chị các bạn giờ sức khỏe nha. Mình sẽ kiếm chợ mình quay tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Đây đó đường về Vĩnh Long, đây đường về Sa Đéc ha. Đó là cầu Nha Măng. Cầu Nha Măng. Đó. Trước chợ. Rồi, xin tạm dừng video đây nha cô chú anh chị và các bạn.